Vào một ngày đẹp trời thì có nhà bạn kế nhà bạn có một lão á, hàng xóm tới dọn tới vậy. Lão này rất là mất dạy nha. Lão này tới là đánh bạn liên tục và cho chó ở bên vườn nhà bạn. Khúc đầu mình không quay video cho các bạn đâu. Và bây giờ mình sẽ đột nhập qua nhà lão của gã hàng xóm này. Đây, đây là ngôi nhà của lão hàng xóm. Và bạn này đã móc full mát cho anh em luôn nha. Vô chơi đỡ tốn tiền nha, không cần bỏ tiền đâu mua đâu. Rồi, thì đây là màn đầu tiên cho mình chơi cho các bạn thấy nha. Màn đầu tiên không căng đấy. Thì cái nhiệm vụ đây là nhà lão hàng xóm mất dạy này có 4 phòng nha. Đó, và sau này nó sẽ có nhiều nhiều phòng nhiều nhiệm vụ khác nhau cho anh em. Đấy, các bạn đừng có để, đây là cái tủ để mình nấp nè. Các bạn đừng có để cái lão hàng xóm này bắt các bạn lại nha. Nếu mà các bạn thấy là đây, mình cho các bạn thấy nè. Lên mà đấy. Mình đứng đây cho các bạn nè. Đứng đây là lão sẽ quay ngắm cảnh xong lão sẽ thấy rằng lão chỉ cần thấy bạn là bắt đánh các bạn té tú à. Đấy, bắt xong rồi vứt. Ôi trời ơi, tha cho con đi. Đó, được rồi. Chạy nhanh anh em nha. Mình sẽ trả thù nha anh em. Lúc mà nó còn tàng hình như thế này thì anh em có 3 mạng thôi nha, mình chết 1 mạng rồi. Thì bây giờ mình nhiệm vụ của lần này là mình sẽ đi trôn lão, lục ở nhà lão coi có cái gì. À, đây trong đây là có một cái bong bóng này. Bong bóng này chặt nữa để mình trôn lão, chọc lão. Rồi bây giờ mình sẽ vào phòng tắm, mình mở cái tủ đồ trong cái phòng tắm nhà lão coi có cái gì. Đó anh em kéo thẳng hàng nha, kéo thẳng hàng một ô này mình chọn cái keo sắt qua đây, keo sắt. Đó đây, đó nó thẳng hàng như thế này là anh em lấy được một cái món đồ này đó. Kèo 502 rồi, kèo con chuột chết lão với lắm té rồi. Sau đó anh em sẽ đi lên, nhớ đi lên là phải né nghe, canh lão đang xem tivi thì mới vào phòng đây mới làm được. Rồi mình sẽ mở tủ lạnh của lão luôn, mình lấy thêm một quả trứng gà nữa. Những nhiệm vụ là những mặt mình sẽ đi xuống nấp, tại vì lão chuẩn bị đi qua đấy. Đấy chứ anh em đang làm nhiệm vụ mà lão tới lão bắt một gặp một cái là lão đánh các bạn tè tôi đánh chết luôn đấy, là mất thêm mạng đấy. Rồi bây giờ mình đi lên phòng khách này. Rồi mình sẽ đập phá hai hư cái tivi này. Sau đó mình sẽ bơm cái bong bóng, mình sẽ bỏ vào cái ghế này. Đó, chọn cho cái bong bóng nha anh em nhé, chọn cho cái bong bóng. Chạy nhanh. Đấy, hên quá, chạy nhanh kịp. Chứ không thôi là lão bắt là đánh mình mất một mạng nữa rồi. Đó, bắt đầu là lão sửa tivi. Lão sửa tivi là lão bắt đầu sẽ tức lên, la lên. Ý, tức chưa cưng, hồi nãy dám đánh lớp te hả? Đói, ngồi bong bóng, tức tiếp. Đó, đấy chưa, trong lúc mà lão đang tức như thế này anh em có thể đi làm nhiệm vụ tiếp theo, nhưng mà mình muốn cho các bạn thấy coi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo này. Ở cái màn này chỉ có 4 nhiệm vụ thôi, có những màn khác nó có sẽ 8 7 9 nhiệm vụ khác nhau. Như lão ăn bánh sinh nhật thì các bạn phải trôn sao, hay là lão tắm các bạn trôn sao, các bạn phải còn động não suy nghĩ. Ở cái game này cực kỳ hay nha. Rồi mình lấy keo sáng sắc á, mình sẽ đổ vô cái ống dòm của lão, sau đó mình sẽ bỏ cái trứng gà vào cái lò vi sóng đấy. Bỏ vào trứng gà lò vi sóng thì lò vi sóng lên, nó sẽ nổ cái trứng gà ra và lão thấy cái lò vi sóng giờ lão sẽ tới lão sửa lau sạch đấy. Game âm thanh trong này game đã lắm nha. Mình cho mình tắt cái âm thanh rồi đó, cho lão sửa đó. Hồi nãy dám đánh lớp nè, cái lão này mới dọn tới khúc đầu các bạn chưa biết đâu, mới dọn tới lão bắt đầu lão quậy cái nhà bên mình lắm, nên mình phải đột nhập qua và mình đang livestream trên mọi người coi luôn. Mình chế độ troll này nó các bạn thấy không, đổ keo 502 vào là lão sẽ ống dòm á, lão dòm một phát là nó sẽ bị dính mắt và lão rất tức. Mệt chưa, thở chưa, mệt chưa, thở chưa ấy, lúc này còn 2 mạng đấy. Thì trong game này nó có rất là nhiều map mà mình mở full map này luôn là các bạn thấy không, là có map lão đi tắm này, các bạn phải lẻn vào lúc lão tắm là làm nhiệm vụ khác nhau. Rồi lão đón sinh nhật một mình thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ khác nhau, lão ăn bánh một mình thì các bạn sẽ làm, hay là lão đánh đàn thì có những cái nhiệm vụ đó nó khác nhau hoàn toàn hết. Những game này nó cực kỳ hay chứ không phải là một nhiệm vụ đó hoài đâu nha, mỗi nhiệm vụ khác nhau. Rồi lão còn đưa vợ bồ nhí đi du lịch, đi tàu lũ thú nhiều lắm, thì mỗi nhiệm vụ các bạn có thể lên tàu lên những ngôi nhà khác, lão troll lão cực kỳ vui. Link tải ở web